1 저는 학생입니다. tôi là học s i n 2 그는 중국인입니다. bạn ấy là người t r u 3 그들은 회사원입니다. bọn họ là nhân viên công ty 4 bon. 저희는 대학생입니다. chúng tôi là sinh viên 5 저는 미나입니다. Tôi là Mina. 6. 그는 선생님입니다. Bạn ấy là giáo viên. 7. 그들은 경찰입니다. Bọn họ là cảnh sát. 8 저는 의사입니다. tôi là bác sĩ 9 그녀들은 간호사입니다. bọn họ là y tá 10 그들은 군인입니다. bọn họ là bộ đội